cái con nhỏ đó dám lén má con mình may đồ mới hả? Đó, công việc nhà đăng đăng đê đê hả? Mà mày đặt đi dự tiệc, đốt đi cho nó khỏi đi. Đốt luôn cho nó biết tay. Tao cho mày biết luôn. Má, sao má với em lại đốt đủ con? Ủa con làm gì vậy? Con nhỏ này, sao má với em lại đốt đồ của con? Trời đất ơi, đồ của con hồi nãy má dọn á, mối với chuột nó bò ra không kìa. Thì đốt đi cho nó sạch sẽ chứ. Nhưng mà đồ mới mà má, mối với chuột đâu ra? Em, đừng có buồn nữa. Nếu mà em thích á, anh sẽ cho người may thêm 10 bộ mới. Không biết cái công tử vừa đẹp trai mà vừa giàu có này là ai vậy ta? À, đây là anh Kiên. Mấy hôm trước chị lên rừng hái thuốc, vô tình gặp ảnh đang bị thương ở chân, nên là chị có giúp đỡ. Rồi mấy hôm nay chị có ghé qua nhà ảnh để đưa thuốc cho ảnh. Ảnh muốn theo chị về nhà, rồi có chuyện muốn nói. Anh, đây là má sau của em. Cha em mất rồi, nên là bây giờ chỉ có má là người lớn trong nhà thôi. Hình như cậu là con của ông Tổng Bình phải không? Dạ, đúng là con đây. Mà có chuyện muốn nói là nói chuyện gì vậy? À, sau vài lần gặp gỡ, con cảm thấy Thi là một người có sự tốt đẹp và ấm áp. Cho nên con đã đem lòng thương Thi. À, với lại bây giờ con cũng tới cái tuổi dựng vợ gả chồng rồi, cho nên con mới nói Thi đưa con qua đây để có thể hỏi chuyện cưới Thi đó bác. Hả? Anh muốn cưới em? Ừ. Bác có thể cho phép con vô nhà để thưa chuyện với bác được không ạ? Vừa đẹp trai mà vừa giàu có như vậy, sao mà là chồng của chị ta được? Phải là chồng của mình chứ. Lần này em không có để thua chị đâu nha. Chị Thi. Má ơi, phòng này đúng không má? Đúng rồi con. Chặt ở đầu vậy đó. Sao Lan lại đây vậy? Ủa, cái gì vậy? Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy? Má, anh rể tương lai đi vô phòng lúc con đang thay đồ. Bây giờ anh thấy hết của con rồi. Má, con không muốn sống nữa đâu má. Không phải, trời ơi. Thiệt là cũng không biết tại sao cái lúc mà má kêu con ở trong phòng á, con đứng con vẫn nghe tiếng của má mà. Không rồi con mới đi vô. Ai ngờ tự nhiên con vô khiến mọi chuyện là như thế này. Con sao vậy? Má nói đi vô phòng á là cái phòng kế bên mới là phòng của má. Tự nhiên con xông vô phòng của em Lan, bây giờ nó mới xảy ra chuyện như vậy nè. Thôi, bây giờ lỗi của anh không quan trọng. Quan trọng là anh phải chịu trách nhiệm với em. Vậy thì bây giờ em muốn anh phải làm sao? Thì con cưới luôn nó chứ làm sao. Má cái gì? Con nghĩ coi, con Lan nó là con gái mới lớn nheo nhẽo à. Từ hồi xưa tới giờ nó đâu có đụng chạm đàn ông đâu. Bây giờ tự nhiên con chạy con xông vô phòng, con thấy hết trơn hết trọi vậy đó. Ai dám cưới nó nữa hả con? Nhưng mà không có được má ơi. Con đã dạm ngõ lại Thi rồi, ai con biết hết trơn. Làm sao mà con bỏ Thi được? Má đâu có biểu con bỏ con Thi. Con giận cưới con Thi, con cưới luôn con Lan. Con nghĩ đi, hai chị em nó về ở chung một nhà, thương yêu săn sóc lẫn nhau, rồi tụi nó thương yêu săn sóc con luôn, như vậy phải tiện không? Mà con nè, đàn ông á năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, con cưới thêm con Lan không có sao hết trơn. Con làm không được đâu má ơi. Má, mày mốt mà không ba chịu cưới con nữa là con không muốn sống nữa đâu má. Con à, đó nghe không, bây giờ nó không muốn sống nữa đó rồi sao? Mà con yên tâm đi, má nuôi con Thi từ nhỏ má biết mà, lúc nào nó cũng thương yêu con hết á, nó sẽ đồng ý thôi mà, đúng không con? Đúng không anh Kiên? Nên cưới Lan để có trách nhiệm. Thi, dạ em mời anh Kiên nha. Cá nhà nuôi rồi cộng thêm tay nghề của em nữa, cho nên là ngon lắm đó. Má, đây là con cá bóng con nuôi đúng không má? Đúng là con. Bữa nay nè, Kiên nó tới bất ngờ quá, mà trong nhà đâu có cái gì đâu mà đãi nó ăn. Thôi có con cá bóng mà bữa nay má thấy nó bự mà nó mập lắm nha. Làm lên luôn, đãi nó khách quý mà con. Má, nhà mình đâu có thiếu gà thiếu vịt gì đâu má. Má biết là con thương con cá bóng này mà. Nó là món quà mà cha tặng con trước khi mất. Ngày nào con cũng cho nó ăn cơm nguội, tại sao má lại còn thịt nó? Ủa chị Thi, không lẽ bây giờ có một con cá bóng thôi mà chị cũng tiếc với anh Kiên? Trong khi anh Kiên á, anh thương chị biết bao nhiêu, anh có tính toán với chị gì đâu. Vừa có con cá mà chị cũng tính với ảnh nữa, rồi sao chị xứng đáng làm cái chức bà cả vậy chị? Con cũng vậy, bớt cái tính keo kiệt lại đi. Con thú vật á, mình nuôi là để ăn chứ không phải để ngồi đó mà thương xót. Khách quý lại nhà mà, con nghĩ sao vậy? Có nhiêu đó cũng hơi ông sùm à. Ăn cơm đi. Anh Kiên, anh ăn cá. Anh không thích ăn cá, để anh ăn thịt được rồi.
con bỏ qua đây cho má. Dạ, con mời má. Em mời chị Thi nha. Ăn đi con, cá ngon lắm đó. Công nhận nha, cá chị Thi nuôi á, nó ngon mà nó béo gì đâu luôn á. Cái thịt của nó chắc gì đâu nè má. Má ăn nhiều vô đi nha má. Ngon quá chị Thi ơi. Con ăn miếng đi. Má. Bị gì vậy? Gì vậy? Cái mắt xương. Gì con? Mắt xương cám á. Con thiệt, cái lớn rồi mà sao ăn còn mắt xương. Nè nè nè, giờ vậy nè. Đây đây đây, đây mới bút cho cục cơm. Rồi con dắt lại đi, con dắt lại, nuốt nguyên cục cơm luôn nha con, nuốt nguyên cục luôn. Đó, vậy là nó trôi cục xương à. Gì nữa? Đỡ chưa? Không hết rồi, con mắc cục cơm luôn. Mắc rồi, mắc cục cơm rồi. Trời đất ơi, cái con này ăn xương thì mắc xương, ăn cơm thì mắc cơm. Cũng không ơi má. Rồi bây giờ sao? Thôi thôi, thì ơi, con đi, con kêu ông đốc tờ lại đi, mau. Dạ. Đi, đi. Lẹ con. Trời ơi, thiệt tình, trời ơi, coi kìa nó xô con gái tôi luôn vậy thiệt. Ai cái đứa này? Bữa nay á là dỗ kỵ của cha con, mà ở trên bàn thờ không có trái cao nữa. Bây giờ chân tay con khỏe, con leo lên cây cao con hái xuống giùm má đi, để má đặt bàn thờ nghe không? Dạ má. Má với em làm gì vui đó vậy? Dạ đâu có đâu. Em với má thấy đang có kiến nên là em với má phủi kiến cho chị thôi à. Chị hái tiếp đi nha. Hái đi con, hái nhiều vô. Em có sao không vậy? Em không sao. Thì tốt quá. Hai người làm gì vậy? Định chặt cái cao hại thế hả? Dạ đâu có đâu anh, hiểu lầm thôi à. Em với má chỉ đang phủi kiến thôi à. Ừ đúng rồi, đang phủi kiến thì con đâu có làm gì đâu. Hai mẹ con các người quá độc ác đi. Tôi biết hai mẹ con các người xem Thi không ra gì rồi, nhưng mà tôi không dám nói ra, sợ hai người sẽ làm khó Thi hơn. Nhưng mà bây giờ hai người càng lúc càng quá đáng. Tôi không thể nào mà dướng mắt nhìn hai người hại Thi được nữa. Kiên ơi, má biết lỗi má rồi. Cho má sửa sai đi, với lại bỏ qua chuyện cho hai mẹ con của má đi. Bỏ qua cho hai người, để tương lai hai người hại Thi thêm nữa hả? Không bao giờ. Tôi sẽ nói chuyện này lên quan huyện để xử lý hai người. Còn cái đám cưới của cô, đời này tôi chỉ cưới một mình Thi thôi. Cái nết của cô không ai thèm cưới đâu, sống một mình đi. Thi ơi, cứu má đi con. Thi.